thấy chết không sờn ngụy quân tử chương 1526. Cha chính là để hãm hại bốn. Nhưng rất rõ ràng, lần này thượng quan thừa tướng gặp phải rồi. Mất đi thượng quan thừa tướng làm chủ sự, đám người phía dưới đã dùng thực lực chứng minh bọn họ không thể ổn định được thế cục. Ngụy quân vừa mới khuyên thượng quan thừa tướng đừng quản loại án lệ vô nghĩa này, người đứng đầu bách quan không thể thiếu vắng trong khoảng thời gian dài, nếu không cũng không có trách nhiệm đối với bách tính thiên hạ. Vào lúc này, nhậm giao giao lại có được một tin tức mới nhất. Sau đó, tim nàng ta đập loạn xạ. Ngụy quân, xảy ra chuyện rồi. Lại làm sao vậy? Tòa soạn báo, tranh nhãn kháng thế giới, bị thiêu rồi, hai tác giả viết báo cũng bị phơi thay đầu đường. Hiện tại có không ít người đang vây quanh ở đó, tinh thần quần chúng xúc động, sợ rằng sẽ dẫn đến sự kiện mang tính quần thể. Ngụy quân lúc này cũng kinh ngạc. Ai đã ra tay? triều đình đại càng có người ngu xuẩn như vậy. Nhậm giao giao lắc đầu, nói, hiện tại còn không biết, phải điều tra. Ta đoán có thể là người của Tây Đại Lục hoặc yêu đình tự động thủ, sau đó cuộc ngược lại. Có điều mặc dù đây có là sự thật thì e rằng người đọc của báo tranh nhãn kháng thế giới cũng sẽ không tin, thậm chí bách tính thiên hạ cũng sẽ không tin. Ngụy quân Quả thật như thế. Chân tướng là gì từ trước đến nay đều không quan trọng sau khi đa số người nhận định một việc nên là như thế nào thì đó chính là chân tướng rốt cuộc là ai làm thực ra không có mấy ai quan tâm điều tra trước đi bảo lục phiến môn điều tra kỹ hoặc là để an toàn tư tra hiện tại bạch khuynh tâm không ở lục phiến môn đối với việc lục phiến môn có thể điều tra ra chân tướng hay không ngụy quân thực ra không tin chắc lắm chuyện này nếu cuối cùng điều tra ra thật sự là người bên phía đại càng làm ngụy quân cũng không bất ngờ ai mà không có mấy người đồng đội ngu như heo chứ nếu tra ra là người bên phía đại càng động thủ phía sau lại là tây đại lục hoặc yêu đình sai khiến vậy lại càng bình thường hoặc giống như những gì nhậm giao giao nói căn bản chính là đối phương vừa ăn cướp vừa la làng khả năng cũng rất lớn có điều ngụy quân biết cho dù chân tướng là gì lần này nội bộ đại càng đều sắp có một lần rắc rối lớn rồi rất rõ ràng rằng sư phụ hờ là muốn làm giấy lên một trận sóng gió trong nội bộ đại càng chiêu đấu quyền này cho tới hiện tại e rằng vẫn không phải là kết thúc dù sao mâu thuẫn có thể lợi dụng trong nội bộ đại càng thực sự quá nhiều rồi vấn đề tồn tại trong đại càng cũng thực sự quá nhiều rồi ngụy quân rất đau lòng sư phụ ngươi nên động tay thôi bây giờ lại chơi bằng đầu óc rồi ngươi quên mất sơ tâm rồi đau lòng thì đau lòng sau khi ngụy quân đã cảm nhận được khí tức của sự biểu tình kháng nghị ngụy quân biết e rằng mình sắp bận rồi rồi. Nếu lần này sư phụ hờ muốn dùng một số việc để ràng buộc bước chân của mình để giúp ông ta tìm cơ hội hạ thủ với mình, ngụy quân chỉ có thể nói sự bàn tính của sư phụ hờ đã thành công rồi. Đáng tiếc, kỳ vọng của ngụy quân vẫn trở thành hiện thực. Trong hoàn cảnh nội bộ đại càng xảy ra vấn đề nghiêm trọng, ở bên ngoài yêu lại bắt đầu phát động chiến tranh, mặc dù trong có vẻ ngụy quân đã hết cách phân thân, cục diện của đại càng cũng vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng, sa vị không thừa thắng xông lên ngược lại ông ta lựa chọn mở ra một chiến trường khác vẫn là đối chọi với phe phản đối sa vị đảng thánh nhân nho gia tân tấn vương hải rất không hiểu hành vi của sa vị các hạ một tay tạo ra loạn cục hiện tại của đại càng bây giờ lại dứt ra tại sao vậy ông ta quả thực vô cùng kinh ngạc với thủ đoạn của sa vị cũng có phần sợ hãi với sự giúp đỡ của sa vị ông ta đã trở thành một thánh nhân nhưng điều đó không làm cho ông ta bành trướng ngược lại sau khi trở thành thánh nhân ông ta vẫn cảm thấy sa vị thâm sâu khó lường điều này khiến cho vương hải càng kinh hãi sau khi vương hải nhìn thấy một loạt hành động của sa vị sự kính sợ của ông ta dành cho sa vị đã đột phá phía chân trời quá lợi hại quả thực nghiêng bàn tay làm mây úp bàn tay làm mưa thậm chí đối với việc đấu lại sa vị ở dưới tay sa vị mà bảo vệ ngụy quân, Vương Hải cũng mất hết tự tin. Ông ta chỉ không hiểu rằng ưu thế của sa vị rõ ràng như vậy, tại sao sa vị không thừa thắng xông lên. Sa vị giải thích nghi hoặc của Vương Hải. Không đúng. Vương Hải mặt đầy dấu chấm hỏi. Sa vị nói, châm ngòi ly gián dễ dàng như vậy, ngụy quân lại không phản chế lại, điều này rất không đúng. Nếu ta tiếp tục, rất dễ rơi vào bẫy của hắn. Vương Hải do dự một chút đương nhiên ông ta hy vọng rằng ngụy quân sẽ bình an vô sự nhưng ông ta nghĩ rằng sa vị có vấn đề lý do này hoàn toàn không thể thuyết phục ông ta chẳng lẽ sa vị đang thăm dò mình nghĩ đến đây vương hải nói ra lời nói trong lòng mình tiền bối có khi nào có khả năng là ngụy quân căn bản không biết phản chế thế nào không không đợi cho sa vị nói vương hải mau chóng bổ sung ta cũng chỉ cảm thấy như vậy không nhất định là đúng sa vị mỉm cười không ai hiểu rõ ngụy quân hơn ta các ngươi còn không hiểu được hắn không biết sự lợi hại của hắn vương hải ông ta có thể nói gì ngươi lợi hại ngươi nói gì cũng đúng trần già cũng kinh ngạc nếu như không phải sa vị coi trọng ngụy quân như vậy hắn ta cũng không biết ngụy quân người đáng kính trọng nhất trong lòng mình lại lợi hại như vậy trần già bắt đầu ngẫm lại có phải mình đã quá thiếu tôn trọng ngụy huynh rồi không cùng lúc đó trần già cũng đang suy nghĩ về một việc khác sa vị có phải đã thực sự đánh giá sai về ngụy quân hắn ta cũng nghĩ như vương hải không nghĩ rằng ngụy quân có thể đưa ra biện pháp đối phó gì ra trò khi đối mặt với những đòn đánh liên tục của sa vị gặp chiêu phá chiêu lấy bất biến ứng vạn biến có lẽ là rất bình thường sa vị lại cho rằng đây là bất thường trần già cũng không kìm được mà nói tiền bối ngài có phải đánh giá ngụy quân quá cao rồi không sa vị lại cười khẽ ta đã nói rồi không ai hiểu rõ ngụy quân hơn ta hơn nữa mục tiêu của ngươi không phải là ngụy quân mà là nguyên minh chủ trước khi chứng minh được các ngươi có năng lực giết chết nguyên minh chủ đừng thử động thủ với ngụy quân tin ta đi ngụy quân không phải người dễ giết như vậy sự mạnh mẽ của hắn vượt xa tưởng tượng của các ngươi trần già nói tiền bối sức mạnh của nguyên minh chủ cũng có thể vượt quá tưởng tượng của bọn ta sa vị xác nhận ý kiến của trần già tự tin một chút bỏ từ có thể đi sức mạnh của nguyên minh chủ chắc chắn vượt quá sức tưởng tượng của các ngươi rồi vì vậy chứng minh cho ta thấy đi giết chết nguyên minh chủ là lần khảo nghiệm đầu tiên mà ta giao cho các ngươi nếu các ngươi còn không giết nổi nguyên minh chủ thì làm sao nói đến việc giết chết ngụy quân cũng không xứng có được nhiều sự bồi dưỡng của ta nữa sa vị muốn kiểm chứng thực lực của sa vị đảng của mình lấy nguyên minh chủ làm đá mài dao nguyên minh chủ lúc này vẫn không biết gì nếu không hắn ta nhất định sẽ nói với sa vị năm ngoái ta đã mua một cái đồng hồ ps từ ngữ mạng chữ thề thể hiện sự tức giận và không hài lòng người ngồi trong nhà họa từ trên trời rơi xuống nguyên minh chủ thật sự oan ức nhưng mọi thứ trên đời đều có nhân quả thành thật mà nói hắn ta cũng không oan dù sao hắn ta và những người thuộc sa vị đảng này ít nhiều đều giao điểm. Hơn nữa, những người thuộc sa vị đảng này thực sự đều muốn giết hắn ta. Ta cho các ngươi nửa tháng, nắm bắt cơ hội này, ta sẽ để mắt đến các ngươi. Sa vị nói. Ông ta không muốn nít thân động thủ. Sở dĩ khiến đại càng hỗn loạn cũng có một phần lớn nguyên nhân là để tạo cơ hội ra tay cho sa vị đảng. Vàng thật không sợ lửa. Nói ngược lại cũng giống nhau, lửa mạnh mới có thể luyện ra vàng thật sa vị đảng do ông ta thành lập rốt cuộc có thể mạnh đến mức nào vẫn phải xem sự thể hiện của bọn họ mới được theo như sa vị thấy nguyên minh chủ là một hòn đá thử vàng không tồi ông ta hy vọng những người này có thể khiến ông ta cảm nhận được sự vui mừng kinh ngạc như vậy lúc ông ta đối phó với ngụy quân mới có thể nắm chắc thêm mấy phần sa vị căn dặn xong những thứ này liền trực tiếp biến mất những người thuộc sa vị đảng thất kinh nhìn nhau trong số bọn họ, có người quen biết nhưng phần lớn đều không quen biết nhau cho lắm. Hơn nữa trong lòng mỗi người đều mang ý nghĩ xấu xa. Có điều về chuyện giết chết Nguyên Minh chủ này, mục tiêu của bọn họ đều giống nhau. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng cùng nói về nó. Thượng Quan Nguyễn Nhi, ta đây có một bí mật về Nguyên Minh chủ, nói cái bí mật này ra có thể khiến Nguyên Minh chủ mất đi địa vị được nhiều người ủng hộ trong những người tu chân, thậm chí còn giúp hắn ta có thêm rất nhiều kẻ địch thượng quan nguyễn nhi nói ra chuyện sa lão tổ là thân phận khác của nguyên minh chủ trần già và những người khác sửng sốt đặc biệt là trần già sa lão tổ là thân phận khác của nguyên minh chủ thật hay giả vậy là tiền bối nói cho ta biết thương quan nguyễn nhi nói trần già hít sâu một hơi sư phụ ta nói với ta rằng ông ấy đã từng động thủ với sa lão tổ thực lực không thấp hơn sư phụ ta hơn nữa công pháp sử dụng không hề liên quan đến nguyên minh chủ. Sư phụ mà Trần Già dạ nói đương nhiên là quốc sư. Nguyên minh chủ lợi hại, mọi người đều biết. Nhưng trong hoàn cảnh hoàn toàn không cần bản thân nguyên minh chủ thể hiện ra những tu vi công pháp sở trường nhất mà vẫn có thể đấu tay ngang với một vị đại tu hành giả hàng đầu đương thế. Có thể thấy sự dũng mãnh của cái tên xa lão tổ này. Nói cách khác, sự che giấu của nguyên minh chủ còn sâu hơn những gì chúng ta tưởng tượng hắn ta tùy tiện đóng vai khác mà đã có thực lực ngang bằng với thực lực của đại tu hành giả hàng đầu đương thế. Trần già đến đây, một nụ cười cay đắng xuất hiện trên khóe miệng của hắn ta. Người nghĩa phụ mà mình nhận này thực sự có chút mạnh mẽ quá mức. Thượng quan Nguyễn Nhi lại vô cùng bình tĩnh đối với chuyện này, dù sao nàng ta biết được tin tức này trước đó rồi, hơn nữa nàng ta là âm thần chuyển thế, từng gặp qua rất nhiều nhân vật lợi hại. Nguyên minh chủ đương nhiên mạnh, nhưng so với loại cấp bậc như ma quân thượng quan nguyễn nhi có rằng còn kém hơn một bậc không cần quá lo lắng nguyên minh chủ có ẩn dấu là chắc chắn thực lực cường hãn cũng là chắc chắn nếu không có sự tự tin nhất định hắn ta cũng không dám coi thần hậu là đối thủ hắn ta không phải kẻ ngốc chúng ta ít nhất cũng phải lấy việc có thể đã thương đến thần hậu làm cơ sở để phán đoán thực lực của nguyên minh chủ thượng quan nguyễn nhi nói những người khác gật gật đầu như vậy vấn đề đến rồi thực lực của thần hậu là như thế nào thượng quan uyển nhi với tư cách là âm thần đã đưa ra một câu trả lời không mấy chắc chắn có lẽ kém hơn yêu hoàng một chút mạnh gấp đôi đao thần giọng của thượng quan uyển nhi quá ngập ngừng khiến người khác nghe xong không có chút sức lực vương hải cau mày nói ngươi chắc chắn sao thượng quan uyển nhi không chắc chắn sự chênh lệch giữa ta và thần hậu rất lớn sao có thể phán đoán ra được trình độ thực lực của thần hậu thượng quan nguyễn nhi tự nhận thức được bản thân mạnh hơn trương thúy sơn tên sa điêu trương thúy sơn kia có thể cho rằng tạ tốn cùng trình độ với trương tam phong đã thể hiện sự ngu ngốc của hắn ta thượng quan nguyễn nhi không ngốc như vậy nàng ta biết hai người đều mạnh hơn mình không có nghĩa là họ có trình độ ngang nhau đối với loài kiến linh dương không thể ngang hàng nhưng linh dương không thể là đối thủ với hổ chỉ là kiến cũng không thể phán đoán ra được rốt cuộc giữa linh dương và hổ có chênh lệch thế nào bởi vì bọn chúng đều là những sự tồn tại có thể dễ dàng giẫm chết kiến lời giải thích của thượng quan nguyễn nhi khiến những người khác không thể phản bác trần già nhìn về phía vương hải mặc dù trong lòng trần già đã kết án tử hình với vương hải những ai là kẻ thù của ngụy quân đều đánh chết trần già nghĩ như vậy có điều nếu có thể khiến vương hải và nghĩa phụ của mình đồng quy vô tận vậy là tốt nhất vì vậy trần già rất mong chờ mà đưa ra một câu hỏi thánh nhân chắc hẳn nắm chắc việc giết chết nguyên minh chủ nhĩ vương hải cảnh giác nhìn về phía trần già trong lòng cũng tràn đầy sát khí cả thế giới đều biết trần già và ngụy quân còn có châu phân phương không dễ đối phó mà ngụy quân và châu phân phương là người của nho gia chân chính đặc biệt là ngụy quân cho nên đối với vương hải nếu có cơ hội trừ khử trần già ông ta nhất định sẽ không bỏ qua đối với đề nghị của trần già Vương Hải cũng trực tiếp từ chối. Nếu là sư phụ của ta, đương nhiên việc giết chết nguyên minh chủ không thành vấn đề. Có điều nếu là ta, căn bản không có năng lực đi giết chết nguyên minh chủ. Thượng quan Nguyễn Nhi đột nhiên nói, sư phụ của ngươi cũng chưa chắc có thể dễ dàng giết chết nguyên minh chủ, cái chết của thánh nhân nho gia lúc trước, có rất nhiều người tham dự vào. Vương Hải lập tức nhìn về phía thượng quan Nguyễn Nhi, hỏi, âm thần còn biết gì nữa? Thượng quan Nguyễn Nhi thản nhiên nói, Ta chỉ biết rằng lúc trước Long tộc đã động thủ, cũng có tu hành giả tham dự, thậm chí trên trời cũng có thần linh tham dự. Thực lực của thánh nhân có thể so sánh với ma quân nhưng nếu không có chuyện gì bất ngờ thì trong chiến dịch vây giết thánh nhân, nguyên minh chủ có tham dự vào. Trên người vương hải tỏa ra sát khí ngút trời, sau đó biến mất không tâm tích. Cái chết của thánh nhân là một điều cấm kỵ trong nho gia. Thực ra những hậu bối như bọn họ luôn muốn điều tra, nhưng lại không dám điều tra. Bởi vì bọn họ biết sự tồn tại có thể giết chết thánh nhân, cho dù bọn họ có tìm ra chân tướng, cũng chưa chắc có hy vọng báo thù rửa hận. Dù sao ngay cả thánh nhân cũng không làm được, huống chi là bọn họ. Chỉ là nếu có cơ hội có thể báo thù cho thánh nhân, bọn họ đương nhiên sẽ không nương tay. Nguyên minh chủ có tham dự vào, chuyện này trước đây Vương Hải không biết. Lúc này mới biết được từ Thượng quan Nguyễn Nhi, Vương Hải bỗng nhiên có thêm rất nhiều động lực để giết chết Nguyên minh chủ. Đương nhiên, đối với việc nguyên minh chủ có tham dự vào việc vây giết thánh nhân hay không, Vương Hải biết mình không thể nghe từ một phía Thượng quan Nguyễn Nhi được, nhưng ông ta cũng không cho rằng Thượng quan Nguyễn Nhi có gì phải lừa ông ta. Cho nên, nguyên minh chủ chắc chắn phải chết, chỉ là giết chết hắn ta như thế nào, chúng ta phải nghĩ ra một biện pháp không thể có sai sót. Ra tay trực diện, khả năng thành công của chúng ta rất thấp, bởi vì với thân phận của nguyên minh chủ, chúng ta thậm chí không thể xác định được rốt cuộc hắn ta đã sống mấy kiếp rồi có bao nhiêu thân phận khác môn chủ của thiên thi môn một trong những thân phận cổ xưa của nguyên minh chủ từ trong thi thể sống sang kiếp thứ hai có kiếp thứ hai không có kiếp thứ ba sao sa lão tổ một trong những thân phận hiện tại đang dùng của nguyên minh chủ thực lực không thua gì những đại tu hành giả hàng đầu sau đó bản thể của nguyên minh chủ là minh chủ liên minh người tu chân là sự tồn tại đỉnh cao được nhân gian công nhận. Từ liên minh người tu chân thời đại sơ khai đến nay, nếu nguyên minh chủ thực sự sống đến hiện tại, xét về thời gian, một con heo cũng có thể thành thần. Thiên tư và trí tuệ của nguyên minh chủ đều không có vấn đề, thậm chí e rằng tài nguyên cũng không có vấn đề. Vậy thì, sau khi Vương Hải, Trần Già, Thượng quan Nguyễn Nhi, bao gồm ưng vương đang chen một chân vào, sau khi bọn họ nhìn nhau một chút, đều phát hiện ra sự cảnh giác trong mắt đối phương. Ưng vương thấp giọng mắng, tim của nhân tộc các ngươi thật là bẩn, vậy mà lại có thể ẩn núp sâu như vậy. Hắn ta cho rằng sự hợp tác của hắn ta với đại hoàng tử đã đủ già rơ rồi. So với nguyên minh chủ, ưng vương phát hiện mình căn bản không là gì cả. Thuần khiết như một bông hoa sen trắng. Trần già cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Nhưng hắn ta đã nghĩ ra một cách ta nghĩ chúng ta cũng không cần đánh giá cao Nguyên Minh chủ quá, nếu Nguyên Minh chủ thực sự mạnh đến mức không thể địch nổi, nhiều năm như vậy sớm đã tìm thần hậu báo thù rồi, hà tất phí tâm sức nguy trang bản thân. Điều này chỉ có thể chứng minh thực lực của hắn ta không mạnh như vậy. Có lẽ là xuất hiện sự cố trong luyện công, có lẽ là mưu đồ của hắn ta rất lớn, cần thời gian để hoàn thành. Tóm lại, chúng ta chắc chắn có cơ hội. Nếu giết Nguyên Minh chủ trường sinh tông chúng tôi có thể điều ra tất cả quân tinh nhuệ. Ngoài ra, thân phận sa lão tổ là một cái chủ y sát thủ, sa lão tổ không ít lần tấn công và giết chết những cấp cao của liên minh người tu chân. Thượng quan cô nương, ngươi nhờ vào bí mật này, hoàn toàn có thể lôi kéo rất nhiều kẻ địch của sa lão tổ, rất nhiều trong số bọn họ là đại tu hành giả hàng đầu. Ta thậm chí còn có thể tìm Tây Đại Lục làm liên minh, mặc dù tây đại lục muốn hợp tác với liên minh người tu chân nhưng cũng không hy vọng đồng minh của mình quá mạnh không hề nghi ngờ nguyên minh chủ chính là sự tồn tại mà tây đại lục không kiểm soát nổi vì vậy tây đại lục cũng rất muốn khiến nguyên minh chủ chết ta tin rằng để giết chết nguyên minh chủ nho gia cũng có thể điều động không ít đại nho thậm chí là bán thánh vậy thì ưng vương muốn chen chân vào không trần già đã gửi lời mời đến ưng vương ưng vương trong hình dạng con người nhếch miệng Đương nhiên, giết chết tu hành giả của nhân tộc các ngươi, đối với yêu tộc bọn ta mà nói, chính là có lợi ích lớn. Giết chết loại tu hành giả có cấp bậc như nguyên minh chủ, thậm chí có hy vọng khiến ta đạt đến trình độ của yêu hoàng, sao có thể bỏ lỡ. Tốt lắm, nếu đã như vậy thì chúng ta cùng làm việc lớn. Trần già vỗ tay, trường sinh tông và tây đại lục để cho ta liên hệ, mọi người ai nấy đi chiêu mộ binh sĩ, 7 ngày sau chúng ta lại tụ họp, thế nào? Không vấn đề gì. Vương Hải đề cao cảnh giác đối với Trần Gia. Nếu người này không chết, sau này chắc chắn sẽ trở thành hiểm họa lớn, Ngụy quân gặp nguy hiểm. Phải tìm kiếm một cơ hội để xem liệu có thể một lưới bắt gọn cả Trần Già và Nguyên Minh chủ không. Ông ta không biết, Trần Già cũng nghĩ như vậy. Trần Già thậm chí còn đang suy nghĩ về việc liệu mình có nên tiết lộ bí mật cho Nguyên Minh chủ trước hay không. Có điều, Trần Già đã kìm lại. Nếu so sánh, Trần Già vẫn cho rằng nguyên minh chủ khó giết hơn. Nho gia thì, sau này rồi tính. Luôn có cơ hội. Vẫn là nên dùng hết tinh lực lên người nghĩa phụ mình trước. Trần Già nghĩ đến đây, khẽ mỉm cười, sau khi chia tay những người khác, hắn ta liền lắc thân mình biến thành một người khác. Sau khi dùng pháp lực ngưng tụ ra một chiếc gương nước, Trần Già căn cứ vào dáng hình người kia trong trí nhớ, lại biến đổi tướng mạo của mình một chút. Sau đó, Trần Già nhẹ nhàng nói, sa lão tổ chào ngươi hắn ta chuẩn bị dùng thân phận sa lão tổ đi giết người cướp của hơn nữa chuyên giết loại tu hành giả có bối cảnh kia còn phải cố ý để lại mấy tên sống sót để bọn họ biết là do sa lão tổ giết thượng quan uyển nhi sẽ tiết lộ thông tin sa lão tổ là thân phận khác của nguyên minh chủ ra ngoài số lần nguyên minh chủ dùng thân phận sa lão tổ này cũng không nhiều trần già cho rằng như vậy không được hắn ta phải giúp nguyên minh chủ mở ra một vần sáng thù hận số người ngươi giết không đủ ta giúp ngươi giết ngươi đắc tội không đủ người ta giúp ngươi đắc tội con nợ cha đền thiên kinh địa nghĩa nghĩa phụ lòng hiếu thảo của phụng tiên với người người cảm nhận được chưa trần già khẽ mỉm cười sau đó biến mất không thấy tâm hơi sau khi trần già biến mất thân hình của sa vị từ từ hiện ra tại chỗ nhìn chầm chầm bóng lưng trần già đang rời đi xa, sa vị cảm khái, xem ra ta không nhìn lầm, người này quả nhiên có tư thế giết cha. Sa vị không luôn nhìn chầm chầm vào trần già. Dù sao trần già chỉ là một phần tử trong sa vị đảng mà thôi, thực lực hiện tại cũng không cao bằng Vương Hải. Ông ta chỉ có một chút kinh ngạc về hành động của trần già. Trước đây ông ta mơ hồ cảm thấy trần già mệnh cách khắc cha. Cũng khắc chủ. Đương nhiên, loại đại bóp như ông ta chắc chắn không sợ. Nhưng đổi lại là những người bình thường khác, rất khó để chống đỡ được. Trừ tư liệu tới lui của Trần Già, cũng chứng minh phán đoán của ông ta. Dù sao quốc sư thân là sư phụ của Trần Già đã chết rồi. Sau khi quốc sư chết tông chủ trường sinh tông Trần Trường Sinh rất chiếu cố Trần Già, kết quả cũng chết luôn. Thị nữ của thần hậu, thần linh hành tẩu ở nhân gian, về lý thuyết phải là sự tồn tại không có địch thủ, kết quả lựa chọn trần già làm truyền nhân, cũng đã chết. Mặc dù đều không phải là trần già lắm trong mắt thế nhân đều không phải do trần già làm. Nhưng theo như sa vị thấy, một lần là chuyện ngoài ý muốn, hai lần là chuyện ngoài ý muốn nhưng liên tục ba lần thì không phải là chuyện ngoài ý muốn. Là mệnh cách. Chư thiên vạn giới, luôn có mệnh cách của một số người là đặc biệt. Khắc phu, khắc phụ, khắc mẫu, khắc thê, khắc chủ. Thế giới rộng lớn muôn hình vạn trạng, thực ra đều rất bình thường. Trần già còn có thiên phú về phương diện này. Cho nên Sa Vị mới muốn lợi dụng nó. Dù sao Nguyên Minh chủ là nghĩa phụ của Trần già, chuyện này ông ta cũng biết. Trên thực tế Sa Vị không biết là tiền thái tử cũng đã chết. Nếu ông ta biết được điều này, sẽ càng thêm ấn tượng với Trần già. Tuy tiền thái tử không có quan hệ gì với Trần già, nhưng vẫn là lý luận đó, khi tất cả những trưởng bối hoặc là thượng cấp có quan hệ với ngươi đều gặp chuyện đây không phải là chuyện ngoài ý muốn thông thường nữa trong sâu thẳm có ý trời tất nhiên sa vị không hề sợ hãi mà ngược lại ông ta còn tràn đầy mong đợi ông ta thậm chí còn đang nghĩ về một điều nếu ngụy quân cũng là thượng cấp của trần già thì tốt biết mấy nói không chừng có thể có cơ hội trắng trả lại thân xác không được xem là cường đại ngụy quân này hay là ta phái trần già dạ đến nằm vùng phía bên ngụy quân thử xem, có lẽ có thể mang đến vui mừng bất ngờ. Sa vị đang xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc, hơn nữa ông ta phát hiện ra ý tưởng này thực ra thất khả thi. Bởi vì trường sinh tông vốn nương tựa đại càng. Thân là tông chủ của trường sinh tông, lại còn từng bị đánh tàn nhẫn, nếu hắn ta nhận rõ hiện thực, lực chọn cúi đầu với đại càng, cũng là chuyện rất hợp lý, không phải sao? Còn về mối ân oán giữa trần già dạ và ngụy quân thực ra trần già và ngụy quân không có thù oán trực tiếp kẻ thù trực tiếp của trần già là châu phân phương sau khi trần già chủ động bày tỏ thái độ mong muốn giao hảo với đại càng đại càng chắc chắn cũng sẽ không chặn trần già ngoài cửa chỉ cần không để trần già và châu phân phương gặp nhau là được ngụy quân chắc chắn sẽ không từ chối sự viện trợ mạnh này dường như thực sự có thể thực hiện thậm chí có thể lợi dụng nguyên minh chủ một chút dù sao đại càng chắc chắn cũng muốn giết nguyên minh chủ để giết nguyên minh chủ hợp tác với đại càng sau sự việc lại quy phục có mức độ nói không chừng thực sự có thể có được mấy phần tin cậy của ngụy quân trần già xem ra không giống một kẻ ngốc buông tay để trần già đi làm có lẽ hắn ta sẽ cho mình một sự vui mừng bất ngờ nghĩ đến đây sa vị chủ động nhắc nhở trần già sử dụng truyền âm nhập mật nguyên minh chủ không dễ giết nếu Trường Sinh Tông và Đại Càng hiện nay là đồng minh rồi thì có thể đoàn kết lại tất cả lực lượng có thể đoàn kết. Lúc cần thiết, thậm chí có thể giả vờ quy phục Đại Càng. Trần Gia, người cải trang thành sa lão tổ, sau khi nhận được truyền âm nhập mật của sa vị, suýt chút nữa rơi xuống từ giữa không trung. Năng lực lý giải của hắn ta rất mạnh. Từ trong truyền âm của sa vị, Trần Gia sắp xếp ra một tin tức. Sa vị muốn hắn ta đến Đại Càng nằm vùng. Sau khi nhận ra điều này, Trần Già đã rất bối rối. Đây gọi là gì? Lão tử chính là người mà đại càng phái tới trường sinh tông nằm vùng. Bây giờ lại lấy thân phận là tông chủ trường sinh tông đi đến đại càng nằm vùng. Điều này thực sự thích hợp sao? Matrisoka đại tác chiến. PS Matrisoka một loại búp bê của Nga. Sa vị nói xong câu đó, liền trực tiếp biến mất. Ông ta chắc chắn sẽ không luôn chú ý đến trần già bọn họ dù sao bọn họ cũng không phải ngụy quân sa vị chỉ là cho bọn họ một cái phương hướng và mục đích sau để bọn họ đi làm trần già không thể liên lạc với sa vị không biết suy nghĩ thực sự của sa vị nhưng hắn ta cảm thấy sa vị không giống như đang lừa hắn ta dù sao thực lực của sa vị mạnh như vậy hắn ta không cảm thấy mình xứng đáng để được sa vị phí tâm tư đi lừa vì thế sa vị là nghiêm túc mà mình phụng chỉ nằm vùng Trần già luôn cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nhưng là một chuyên gia nằm vùng, năng lực hành động của Trần già là không thể nghi ngờ. Nếu thánh chỉ đã đến tay rồi, Trần già lập tức dùng nhất hiệp thư liên hệ với Ngụy Quân. Ngụy Quân đã từng nói với Trần già về chuyện nhất hiệp thư được nâng cấp rồi, vì vậy Trần già không lo lắng nhất hiệp thư sẽ bị sa vị phát hiện. Sau khi gặp Ngụy Quân thông qua nhất hiệp thư, câu đầu tiên của Trần già là: "Ngụy huynh, huynh nhất định phải cẩn thận nho gia." Ngụy Quân vui mừng trong lòng, hỏi: "Sao vậy?" Trần gia nói: "Bán Thánh Nho gia Vương Hải hiện tại đã thành thánh nhân Nho gia rồi." Ngụy Quân cho sư phụ hờ một lượt thích. Sư phụ quả thực mãi mãi là thần, mình bồi dưỡng một châu phân phương, ông ta liền bồi dưỡng một vương hải. Không hổ là đối thủ ngang sức ngang tài với ta. Quả nhiên lợi hại. Mặc dù thánh nhân này của Vương Hải không mạnh như thánh nhân Nho gia trước kia, nhưng cũng không thể xem thường hơn nữa vương hải có thể điều động lực lượng của nho gia cho mình sử dụng ngụy huynh huynh phải đề phòng ông ta ông ta nhất định là mối họa lớn của huynh giọng điệu của trần già vô cùng nghiêm trọng thời gian bí cảnh cũng giúp hắn ta trưởng thành rất nhiều xét về thực lực trần gia bây giờ tự cho rằng mình đã vượt qua quốc sư năm đó nhưng so với vương hải hắn ta vẫn cảm thấy có chênh lệch dù sao vương hải cũng là đệ tử của thánh nhân một số lo lắng âm thầm của hắn ra trước đây cũng được sa vị giải quyết rồi nếu thực sự nói ra thì e rằng ngay cả châu phân phương đã thành thánh hiện tại cũng không phải là đối thủ của vương hải trần già rất lo lắng cho sự an toàn của ngụy quân ngụy quân lại vui mừng không xiết đây là tin vui nhất mà hắn nhận được trong ngày hôm nay đương nhiên ngụy quân không thể hiện ra ngoài ai còn không phải là ảnh đế chứ ngụy quân đang nghe truyện trên tv audio cv nói trần huynh yên tâm ta sẽ cẩn thận trần già lúc này vừa bước ra khỏi thời gian bí cảnh của yêu đình còn chưa biết tin tức về việc thực lực nho gia tiến bộ vượt bậc vì vậy không nghe ra trong lời đồng ý của ngụy quân có bao nhiêu phần qua loa lấy lệ thấy ngụy quân đồng ý ngay lập tức trần già thở vào nhẹ nhõm sau đó nói ta sẽ tìm cơ hội loại trừ sinh lực của nho gia trước cố gắng hết sức hại chết vương hải trước tránh để ông ta uy hiếp đến sự an toàn của Ngụy huynh. Ngụy Quân giật mình. Nếu nói đến bồi đao, Ngụy Quân thật sự có lòng tình với Trần gia. Mặc dù Vương Hải rất mạnh, nhưng khi Trần gia bồi đao đánh chết quốc sư, thực lực hắn ta còn kém thực lực của quốc sư một khoảng lớn hơn. Nếu Trần gia một lòng một dạ muốn bồi đao sau lưng Vương Hải, Ngụy Quân thật sự lo lắng Vương Hải sẽ lật thuyền trong mương. Vì vậy, Ngụy Quân vội vàng nói: trần huynh xin đừng làm như vậy trần già nhìn về phía ngụy quân với vẻ nghi hoặc ngụy quân đã đưa ra một loạt lý do thoái thác mà ngay cả bản thân cũng tin bất luận nho gia muốn giúp ngụy quân ta hay không bọn họ cũng là một phần tử của đại càng bọn họ càng mạnh đồng nghĩa với việc đại càng càng mạnh chỉ cần nho gia không phản quốc theo địch vậy chính là người của đại càng chúng ta trần huynh người nước càng không đánh người nước càng giọng điệu của ngụy quân vô cùng nghiêm túc Hắn thậm chí còn thuyết phục được cả bản thân mình Nhưng không thuyết phục được Trần Già Trần Già nói Ngụy Huynh, con người Huynh quá tốt rồi Huynh không muốn giết Vương Hải Nhưng Vương Hải muốn giết Huynh Ở chỗ của Sa Vị Vương Hải còn luôn kiến nghị Sa Vị đánh đuổi đến cùng với Huynh Nhưng vì Sa Vị quá kiên dè Huynh Nên đã chủ động ngừng sự công kích đối với Huynh Ngụy Quân Cái đệt Sư phụ thật là tự mãn Sao không nghe lời Vương Hải có điều Vương Hải thực sự là một chiến hữu tốt. Toàn bộ nho gia đều là huynh đệ tốt. Để giúp mình, bọn họ thực sự cố gắng hết sức. Thiện cảm của ngụy quân đối với nho giáo tăng dần lên. Sau đó hắn nói với Trần Già, Trần Huynh, cho dù người khác có làm thế nào, ta cũng sẽ không thay đổi quy tắc hành sự của mình. Ta chính là ta, nếu vì người khác mà thay đổi bản thân, chẳng phải ta sẽ trở thành người giống như bọn họ sao? Ta không làm loại người đó. Trần già cung kính nể phục Ngụy quân. Ngụy huynh, cao thượng. Trần huynh. Bạch Tiết. Trần già. Không hiểu lời nói của Ngụy quân. Ngụy quân ho nhẹ một tiếng, chủ động bỏ qua chủ đề này, nói tóm lại, Trần huynh, huynh đừng ra tay với nho gia. Hiện tại đại càng đã vô cùng loạn trong giặc ngoài rồi, chúng ta không thể dơ đau với người phe mình nữa, như vậy chỉ có thể khiến người mình đau, kẻ địch vui thôi. Ta hiểu rồi. Trần già gật đầu nói, "Nể mặt Ngụy huynh, ta sẽ không ra tay với Vương Hải, hy vọng Nho gia cũng có thể lấy đại cục làm trọng, không làm ra chuyện khiến người mình đau kẻ địch vui vào lúc này." Mặc dù trên miệng thì nói như vậy nhưng ý nghĩ thực tế của Trần già là Là một thánh nhân Nho gia, Vương Hải không dễ giết, cũng không thể giết được, Ngụy huynh nói đúng, đại càng có thêm một chiến lực cấp thánh nhân là rất quan trọng. Nhưng Vương Hải không giết được không có nghĩa là những người khác của Nho gia không thể giết nho gia có nhiều người muốn gây bất lợi cho ngụy huynh như vậy nếu ta không giết vài người để giết gà dọa khỉ ngộ nhỡ bọn họ thực sự gây bất lợi cho ngụy huynh thì sao ngụy huynh cái gì cũng tốt chỉ là con người quá tốt rồi mặc dù thực lực mạnh nhưng tâm phòng bị quá kém quân tử nhường cho ngụy huynh làm ta làm lưỡi dao sắc bén bí mật bảo vệ ngụy huynh là được trần già hạ quyết tâm hắn ta không phải là chính nhân quân tử gì đại phụng tiên giết phạt quyết đoán chưa bao giờ nương tay nhân từ. Theo Trần Già thấy, không giết vài tên đệ tử Nho Gia, Nho Gia sẽ không biết kính sợ. Lúc này, Vương Hải, người được Trần Gia và Ngụy Quân thảo luận, xuất hiện ở Thượng Thư Phủ Lễ Bộ. Sau đó, ông ta phát hiện ra rằng Vương Thượng Thư đã trở thành bán thánh, điều này khiến Vương Hải rất ngạc nhiên. Cũng khiến Vương Thượng Thư có chút thất vọng. Trước khi ông nội xuất quan, tuyên cáo nguyện vọng tươi đẹp trở thành thánh trước Vương Hải đã vỡ tan rồi thực tế đã chứng minh rằng cho dù hoàn cảnh đất trời đại biến, cường giả đột phá càng dễ dàng hơn, nhưng sự chênh lệch giữa người với người cũng sẽ không thu hẹp lại. Trước đây, trong số những cường giả nho di này, có tư chất thánh nhân chính là Châu Phân Phương và Vương Hải. Cũng có thể thêm một ngụy quân vào. Mà hiện tại, sau khi điều kiện ngoại tại để đột phá thánh nhân không còn khó như vậy nữa, người thực sự đột phá cảnh giới thánh nhân thực ra cũng vẫn chính là những người vốn có hy vọng đột phá cảnh giới thánh nhân trước đó, ngụy quân châu phân phương và vương hải những người khác không được thì vẫn là không được thiên phú luôn rất quan trọng đây mà điều khiến người khác đau lòng bởi vì nỗ lực không thể thay đổi tất cả trở lại vấn đề chính vương hải đã biết được tất cả những hành động của ngụy quân với nho gia từ vương thượng thư sau đó vương hải quỳ xuống tại chỗ chuyện này sư phụ cũng không đại nhân đại nghĩa như ngụy quân Vương Hải không tự chủ mà bôi nhỏ thánh nhân nho gia một chút. Dù sao thứ sư phụ của ông ta giỏi là lấy lý lẽ thu phục người khác, mà Ngụy Quân thậm chí còn chưa đến bước lấy lý lẽ thu phục người. Dựa vào mị lực nhân cách của mình đã đủ để cảm hóa kẻ địch. Vương Hải sống nhiều năm như vậy rồi mà cũng chưa từng thấy qua một người quân tử như Ngụy Quân. Vương thượng thư rất đồng ý với ý kiến của ông nội mình. Ngụy Quân quả thực là một người rất tốt. Trong tình huống không biết được lập trường thực sự của nho gia chúng ta mà hắn vẫn đặc biệt bảo Châu Vân Phương giấu đi thông tin của mình, nói phương pháp thành thánh cho nho gia chúng ta biết. Chẳng trách Ngụy Quân còn trẻ như vậy mà đã có thể tiến bộ thần tốc. Với những gì Ngụy Quân đã làm, không có ai thích hợp thành thánh nhân hơn hắn nữa. Ông nội, con càng ngày càng chắc chắn rằng sự tồn tại của bản thân Ngụy Quân có thể khiến nho gia chúng ta vĩ đại một lần nữa. Từ trước vương thượng thư và vương hải cho rằng ngụy quân có thể dẫn dắt nho gia trở nên vĩ đại một lần nữa hiện tại vương thượng thư đã thay đổi suy nghĩ của mình chỉ cần ngụy quân còn sống dựa vào thân phận đệ tử nho gia của hắn dựa vào tác phong quân tử có đức độ của hắn sẽ có thể khiến nho gia trở nên vĩ đại một lần nữa vương hải đồng ý với quan điểm của vương thượng thư sau đó vương hải vỗ bàn trên người xuất hiện sát khí ngụy quân tốt như vậy mà vẫn có người muốn hãm hại hắn thật là đánh chết nghe vương hải nói như vậy vương thượng thư vội vàng hỏi ông nội người tra ra tình hình của tên sa vị kia rồi sao vương hải lắc đầu đối với ông ta mà nói sa vị quá thần bí rồi cho dù hiện tại ông ta đã thành thánh nhưng lúc đối mặt với sa vị ông ta vẫn cảm thấy thâm sâu khó lường năm đó sư phụ đã là sự cường đại tuyệt đỉnh của nhân gian rồi thậm chí ở trên trời cũng chưa chắc có thể có đối thủ nhưng cảm giác mà sa vị mang lại cho ta còn thâm sâu khó lường hơn cả sư phụ vương hải nói sức mạnh thực lực của thánh nhân nho gia năm đó là quét ngang đương thế thậm chí ngay cả thần tiên trên trời cũng không vùng vẫy được dù sao ở thế giới này trên trời và nhân gian không hoàn toàn ngăn cách mà thánh nhân nho gia gặp ai thì lại giảng đạo lý với người đó nếu không phải là không sợ thần tiên ông ta cũng không dám ngang ngược như vậy đương nhiên cuối cùng đã ngang ngược ra chuyện rồi kết quả cuối cùng khắp nơi đều là địch rất dễ bị vây đánh nếu thánh thân nho gia có lục nguyên hạo có lẽ sẽ là kết cục khác nói đi cũng phải nói lại nếu là tính cách kia của lục nguyên hạo cũng đừng mong trở thành thánh nhân theo cảm nhận của vương hải sa vị mạnh hơn nhiều so với thánh nhân nho gia phán đoán này là đúng mà phán đoán này cũng khiến trong lòng vương thượng thư trùng xuống. Phiền phức rồi. Thật sự phiền phức rồi. Ngụy quân bị một cường giả như vậy nhắm vào, tính mạng rất đáng lo ngại. Nhưng trong cái rủi có cái may, sa vị vô cùng kiên dè Ngụy quân, kiên dè đến mức khiến ta không thể giải thích. Vương Hải nói, mặc dù ta không biết nguyên nhân nhưng sa vị vẫn cho cơ hội rồi. Hơn nữa sa vị quá mạnh, đối mặt với sự ác ý của ông ta với Ngụy quân, cho dù chúng ta có lòng giúp đỡ cũng khó có thể thay đổi được gì vậy cũng không thể không làm gì chứ đương nhiên là không thể vương hải nói chúng ta tận sức sau đó nghe thiên mệnh chúng ta sẽ cố gắng hết sức để làm những điều tốt nhất có thể cho ngụy quân cho dù chúng ta không thể cứu ngụy quân tin chắc rằng ngụy quân cũng sẽ không trách chúng ta bản thân chúng ta cũng có thể không hổ thẹn với lương tâm nếu ngụy quân biết vương hải nghĩ như vậy chắc chắn rất muốn cảm ơn ông ta cảm ơn cả nhà ông ta vương thượng thư cùng là một thành viên trong gia đình họ vương cũng đồng tình với ý kiến của ông nội ông nội người nói đúng chúng ta làm hết sức mình không thẹn với lương tâm nói đến sa vị chúng ta thực sự không thể giải quyết được nhưng trần già kia chắc chắn là một mối họa lớn tuổi còn trẻ mà tâm tư kín đáo thâm độc hơn nữa còn đầy ác ý đối với ngụy quân khi vương hải nói đến trần già giọng điệu đầy vẻ kiên dè Mặc dù hiện tại thực lực không bằng ta Nhưng tốc độ tiến bộ của hắn ta nhanh hơn ta rất nhiều Hơn nữa ta có thể nhìn ra được xa vị rất xem trọng hắn ta Theo thời gian, tiền đồ của Trần Già không thể giới hạn Mà hắn ta lại cố ý đối đầu với Ngụy Quân Chúng ta phải nghĩ cách giải quyết Trần Già Trần Già Không phải Trần Già là tông chủ của Trường Sinh Tông sao Vương Thượng Thư sững sờ Sau đó nói Ông nội Trường sinh tông hiện tại là đồng minh của đại càng chúng ta, còn có thể lấy danh nghĩa của đại càng để hạn chế ác ý của trần già đối với ngụy quân không được cứ như vậy thái độ thực sự của chúng ta đối với ngụy quân sẽ bị lộ vương hải lắc đầu nói ta và trần già hiện tại đều là người mà sa vị bồi dưỡng về lý nên giúp đỡ nhau không thể kéo chân nhau nếu không sẽ dễ bị phát hiện ra trò mèo ông nội người cứ yên tâm con bảo người không liên quan với nho gia chúng ta gây áp lực với trường sinh tông là được rồi vương thượng thư tùy ý nói con biết trần già này, trong nội bộ trường sinh tông cũng là người thần căm quỷ ghét, không mấy người thích hắn ta. Những trưởng lão kia của trường sinh tông làm khó trần già vốn đã xảy ra trong nội bộ trường sinh tông rồi, sẽ không có ai hoài nghi chúng ta đâu. Vậy thì còn được, thực sự phải gây ra một chút rắc rối cho trần già. Vương Hải nói, tâm tư hiện tại của trần già vẫn đang nằm ở việc đối phó với nguyên minh chủ, một khi nguyên minh chủ chết. Ta lo rằng ánh mắt của hắn ta sẽ chuyển sang Ngụy Quân và Châu Phân Phương, như thế sẽ phiền phức lớn rồi ông nội phiền phức của trần già xa cuối chân trời nho gia chúng ta còn có một phiền phức lớn ngay trước mắt vương thượng thư cười khổ nói vương hải nhìn về phía vương thượng thư vương thượng thư nói ngụy quân đã đặc biệt căn dặn châu phân phương bảo châu phân phương không được tiết lộ ra chuyện phương pháp thành thánh là do hắn nhờ châu phân phương đưa cho nho gia chúng ta ta cũng không muốn tiết lộ với thế giới bên ngoài rằng ngụy quân và chúng ta có quan hệ quá thân thiết vì vậy rất nhiều người trong nội bộ nho gia chúng ta cũng không biết rằng bọn họ đã nhận được ân trạch của ngụy quân vậy thì sao thực lực của rất nhiều người đã tăng lên sau đó tham vọng và mong muốn của bọn họ cũng bắt đầu mở rộng vương thượng thư lắc đầu và nói không phải ai cũng có thể sắp xếp được tâm thái của mình điều này là rất bình thường từ xưa đến nay cùng với sự mạnh lên của thực lực sau đó bắt đầu bành trướng rất nhiều người đã tìm đến cái chết rồi Nho giáo đương nhiên không thể ngoại lệ. Cánh rừng lớn, chim chóc đủ loại. Vương Thượng Thư nói tiếp, nếu chỉ như vậy thì cũng không có gì to tác, nhưng gần đây con phát hiện ra một số người trong Nho Gia đã bắt đầu câu kết lại và muốn gây bất lợi cho Ngụy Quân. Bọn họ phản đối Ngụy Quân để làm gì? Vương Hải có chút không thể tin được. Vương Thượng Thư bất lực nói, Ngụy Quân rất xuất sắc, hơn nửa tiếng tâm lớn. Nếu ai có thể kéo Ngụy Quân xuống khỏi thần đàn, chẳng phải sẽ trở thành thần mới sao? Dù có tệ đến đâu cũng có thể chia sẻ rất nhiều lợi ích. Vương Hải. Bọn họ không biết Ngụy Quân đã thành thánh, vì vậy sau khi thực lực của bọn họ trở nên mạnh hơn, rất nhiều người cảm thấy mình rất ổn rồi. Khó khăn nhất là con không tiện ra tay với bọn họ, bởi vì trên danh nghĩa bọn họ đều là người ủng hộ chúng ta." Vương Thượng thư nói. Vương Thượng thư hướng ánh mắt cầu cứu về phía Vương Hải. Hắn ta không có cách nào chỉ có thể trông cậy vào ông nội mình mà vương hải thực sự có cách cho ta một danh sách ông nội người có cách ừ vừa hay việc đi sang nguyên minh chủ cần người dân đầu vương hải nói vì ngụy quân giết mấy người phe mình theo vương hải thấy là rất đáng cảm ơn sa vị nếu không có ông ta thực sự không thể nghĩ ra cách giúp đỡ ngụy quân một cách quan minh chính đại tất cả vì ngụy quân ngụy đảng bắt đầu phát lực cảm tạ sa vị nếu không có ông ta ta thật sự không nghĩ ra biện pháp quang minh chính đại giúp ngụy quân vương hải không biết một câu này của ông ta đã làm nhục hai vị cường giả đỉnh cấp sừng sững ở chư thiên vạn giới truyền ra ngoài đây là chuyện có thể khoe khoang cả một đời dù sao sư phụ ông ta còn chưa dũng cảm như vậy mà cùng lúc đó trần già ở một bên cũng làm nhục sa vị ngụy huynh nói ra thì hơi buồn cười sa vị để ta tới nằm vùng chỗ huynh ngụy quân tưởng mình nghe lầm cái trò gì cơ trần già rất hiểu phản ứng của ngụy quân ban đầu hắn ta từ chỗ sa vị biết được suy nghĩ của sa vị cũng phản ứng không khác ngụy quân lắm dù sa vị không nói rõ nhưng ý của ông ta là muốn ta giả vờ quy hàng cũng không biết rốt cuộc ông ta nghĩ gì có phải đầu óc ông ta có vấn đề không trần già lắc đầu tỏ vẻ không thể hiểu nếu là ông ta ta cảm thấy sớm đã có thể giết chết huynh rồi, rõ ràng ông ta có thể đơn giản làm vậy, lại tự gia tăng độ khó cho bản thân. Đương nhiên, như thế cũng may, nếu không ngụy huynh gặp nguy hiểm rồi. ngụy quân Ngươi sĩ nhục sư phụ của ta như vậy, có hỏi ý kiến của ta chưa? Tình cảm của ta dành cho sư phụ bền chắc như vàng. Tuyệt đối không cho phép bất cứ ai sĩ nhục ông ta. Cái gì? Ngươi nói ông ta không muốn giết chết ta vậy ngươi cứ vũ nhục đi sư phụ phế vật cho ông cơ hội còn không nắm bắt được hơn nữa ông đang làm cái gì đây để trần già đến chỗ ta nằm vùng như vậy chẳng phải trần già có thể quan minh chính đại liên hệ với ta trần già cũng nghĩ như vậy nguy huynh nếu làm theo ý của sa vị ta có thể quan minh chính đại liên hệ với huynh trần già vui vẻ nói nguy quân không còn sức trào phúng không chừng sa vị có bệnh gì đó trần già gật đầu tán thành nói ta cũng nghĩ như vậy nếu không có bệnh sao lại làm chuyện phiền phức như vậy nhưng mặc kệ ông ta có bệnh hay không tóm lại thực lực của ông ta vẫn rất mạnh ngụy huynh huynh nhất định phải cẩn thận một chút sức mạnh của ông ta sắp vượt qua lý giải của ta rồi dưới sự trợ giúp của ông ta ta cảm thấy bây giờ có thể một quyền đánh chết sư phụ ta sư phụ mà trần già nói là quốc sư ngụy quân nhìn trần già thật lòng ca ngợi huynh đúng là một đồ đệ tốt trần già khiêm tốn xua tay sau đó khẽ thở dài đáng tiếc vẫn không chắc chắn có thể đánh chết nguyên minh chủ cái ông già cổ hủ nguyên minh chủ này trời mới biết hắn ta có bao nhiêu chuẩn bị ở phía sau không sao nguyên minh chủ có bao nhiêu chuẩn bị cũng không phải đối thủ của huynh ngụy quân không để ý trong cuộc chơi này phải chú ý thần thông không địch lại số trời nguyên minh chủ là thần thông con trai ta phụng tiên là số trời trừ phi nguyên minh chủ mạnh đến cấp bậc như ngụy quân hoặc là sa vị nếu không thần thông không địch lại số trời ồ ngụy quân phản ứng lại hắn hơi hiểu ra tại sao sa vị để trần già đến chỗ hắn nằm vùng thì ra là thế ngụy huynh huynh hiểu ra cái gì trần già hỏi ngụy quân giải thích ta biết tại sao sa vị để huynh đến chỗ ta nằm vùng rồi ông ta cũng nhìn ra mệnh cách của huynh khác biệt đáng tiếc ông ta làm chưa đủ đáng lẽ ông ta phải đề nghị huynh nhận ta làm cha trần già ngụy quân thấy hứng thú rồi trần huynh nếu không chúng ta bàn bạc chút ta gọi huynh là trần huynh huynh gọi ta là cha ngụy quân thật sự muốn thử loại mệnh cách đặc thù này của trần già ban đầu ngụy quân còn chưa chú ý nhưng bây giờ ngẫm lại tiền thái tử quốc sư trần trường sinh thị nữ của thần hậu nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì người bị hại tiếp theo sẽ là nguyên minh chủ ngươi cho rằng đây là trò đùa trên thực tế đây thật sự có thể là mệnh cách đặc thù hơn nữa ngụy quân còn biết kết cục của loại mệnh cách đặc thù này không thể tốt kết cục của phụng tiên ngụy quân rất rõ một câu châm ngòi không chủ đích của hoàng thúc thuận buồn xuôi gió tiễn phụng tiên về bán muối phụng tiên trước mắt này ngụy quân nhìn trần già thầm nghĩ nếu không có ta chỉ sợ kết cục cũng không tốt đẹp đến đâu với nhiệm vụ nguy hiểm của trần già thêm chuyện sự thật tiền thái tử sớm đã tan thành mây khói làm một nằm vùng cắt đứt liên hệ với tổ chức trần già đi theo hướng thế giới bình thường tương lai đại khái không có được kết cục tốt hoàn toàn phù hợp với mệnh cách đặc thù của hắn ta sau khi bị ngụy quân chặn ngang một đòn vận mệnh của trần già bị thay đổi bây giờ sa vị lại chặn ngang một đòn vận mệnh của trần già lại càng thêm thay đổi bây giờ ngụy quân không nên lo lắng cho an toàn của trần già mà hẳn nên lo cho nguyên minh chủ ngụy quân muốn thử xem uy lực mệnh cách của trần già thiên đế đương nhiên không sợ cái thứ gọi là mệnh cách đặc thù này nhưng ngụy quân bây giờ còn chưa phải thiên đế hắn chỉ là một người siêu đẹp trai bình thường không có gì đặc biệt mà thôi nếu như thật sự bị khắc chết thì sao rất rõ ràng sa vị cũng nghĩ như vậy không thể không nói thiên đế và đạo tổ là đối thủ thực lực ngang nhau đến cấp bậc của bọn họ ngay cả suy nghĩ cũng không khác nhau lắm đây đại khái là tri kỷ cho nên ngụy quân thật sự muốn làm cha của trần già một thời gian trần già giận rồi ngụy huynh ta không ngờ huynh lại là người như thế ta xem huynh là huynh đệ vậy mà huynh lại muốn làm cha ta. Trần già giận run cả người. Huynh nghĩ Trần già ta là loại người nào? Ngụy quân cố gắng thuyết phục Trần già, Trần huynh, ta không muốn làm cha huynh, ta chỉ muốn để huynh mê hoặc xa vị thôi. Trần già mạnh mẽ từ chối, không thể nào, tuyệt đối không thể. Tuổi của Ngụy huynh còn không lớn bằng ta, sao ta có thể nhận huynh làm nghĩa phụ? Ta tình nguyện chết cũng nhất định không làm loại chuyện này trần già có cùng bối phận với tiền thái tử chung thế hệ với bọn chu phân phương đúng thật là lớn tuổi hơn ngụy quân nói hẳn ra tuổi của ngụy quân này nhỏ đến dọa người bởi vì từ sau khi ngụy quân trúng trạng nguyên đến bây giờ cũng chưa qua bao lâu tuy trần già rất tôn trọng ngụy quân nhưng vẫn luôn coi mình là một lão đại ca rất muốn chăm sóc ngụy quân bảo vệ ngụy quân để hắn ta nhận ngụy quân làm nghĩa phụ còn khó hơn giết hắn Đối với điều này, Ngụy Quân ngửa mặt lên trời, thở dài. Trần Huynh, đường Huynh bước hạng hẹp quá, không có tiền đồ, ai quy định lớn tuổi không thể gọi người nhỏ tuổi hơn là cha. Huynh thật sự rất trẻ tuổi mà. Ngẫm lại anh em kiếp trước, nữ minh tinh ít hay nhiều tuổi hơn ta đều quỳ xuống gọi ta là đắt đi đó thôi. Ta kiêu ngạo không? Không. Ta chỉ cảm thấy trống rỗng. Dù sao bản chất ta vẫn là một nam nhân tốt bụng thuần khiết nhưng mà các nàng cũng không thiếu lợi ích từ ta nếu ngươi nhận ta làm nghĩa phụ lợi ích rất lớn đó Hai, trần huynh huynh vừa nhìn là thấy không có dáng dấp của thạch kính đường ngụy quân rất thất vọng xem ra con đường mượn mệnh cách các khắc cha của trần già khắc chết mình là không được rồi về phần sa vị để hắn ta giả bộ quy hàng ngụy quân suy nghĩ đến một việc khác bên chỗ yêu huynh sắp xếp thế nào rồi ngụy quân hỏi Trần già nói, hẳn là Uyêu cũng nghe xa vị, hơn nữa ta khiến Uyêu tin ta giả bộ quy hàng là được rồi. Dù sao có nguyên minh chủ coi tiền như rác này, còn có hải hậu cho ta thư xác nhận, Uyêu sẽ tin ta. Cũng đúng. Ngụy quân không biết giữa sư phụ hờ của mình với Tây Đại Lục có giao dịch ngầm gì. Nhưng hắn biết nhất định có giao dịch ngầm. Trần Huynh, Huynh thật sự không suy xét việc nhận ta làm nghĩa phụ sao. Ngụy quân vẫn không từ bỏ hy vọng, tin ta, nếu Huynh làm vậy, Sa Vị sẽ càng coi trọng Huynh, Huynh có thể lấy được càng nhiều chỗ tốt từ ông ta. Trần Già trực tiếp chọn đăng xuất. Hôm nay không thể hàng Huyên tiếp nữa. Ngụy quân bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ngươi nói này, Tiểu Phụng Tiên, không phải là nhận một người làm nghĩa phụ thôi sao? Đâu phải chuyện lớn. Tại sao lại ngại ngùng như vậy? Da mặt mỏng như vậy, không làm được việc lớn đâu. Trần Giả bị Ngụy Quân cho là không làm được việc lớn, bây giờ đang tính toán làm một vài chuyện. Hắn tính giết Thái Thượng trưởng lão Huyễn Thần Tông, Ô Tôn Hải Đào. Sở dĩ nhắm Ô Tôn Hải Đào là mục tiêu ám sát là có nguyên nhân. Trong nội bộ liên minh người tu chân, hy vọng của Nguyên Minh chủ rất cao, thậm chí có thể nói là nhất hô bách ứng. Nhưng đại tu hành giả đứng đầu đều là cường giả giết ra từ núi thay biển máu, hơn nữa mỗi người đều trải qua năm dài tháng rộng, bây giờ có thể nói là loại động vật lợi ích sở dĩ họ nghe lời kêu gọi của nguyên minh chủ một phần là vì nguyên minh chủ mạnh mà nguyên nhân quan trọng hơn là nguyên minh chủ có thể dẫn bọn họ đi lấy càng nhiều lợi ích mà trong đám đồng bọn của nguyên minh chủ người ủng hộ đáng tin nhất là tông chủ hiện tại của huyễn thần tông huyễn nguyệt một người từng được xưng là tuyệt đại thiên kiêu cùng với kiếm thần cổ nguyệt cũng là đại tu hành giả đứng đầu tu chân giới một lần trần già bại lộ thân phận cũng có liên quan đến huyễn nguyệt nguyên minh chủ mượn từ chỗ huyễn nguyệt thần khí trấn phái của huyễn thần tông thái hư huyễn cảnh thái hư huyễn cảnh tạo ra ảo ảnh cực kỳ chân thực trần già cẩn thận cũng chỉ giấu được một lần sau đó bị lật xe bại lộ thân phận thật của mình cho nguyên minh chủ chuyện này trần già nhớ đến tận bây giờ đó là lần đầu tiên hắn ta bị lật xe trong kiếp nằm vùng của mình sức mạnh của thái hư huyễn cảnh thậm chí khiến trần già hơi sợ hãi cho nên khi hắn ta quyết định ra tay với nguyên minh chủ suy nghĩ đầu tiên là phải giải quyết minh hữu đáng tin nhất của nguyên minh chủ huyễn nguyệt nếu không để cho nguyên minh chủ mượn thái hư huyễn cảnh một lần nữa đừng nói bọn họ đi săn giết nguyên minh chủ trần già còn lo nguyên minh chủ sẽ săn ngược lại bọn họ luôn nhưng mà trần già không dám trực tiếp xuống tay với huyễn nguyệt trước khi chuyện nguyên minh chủ là một lão già cổ hủ bị phanh phui trong cảm nhận của rất nhiều người thực lực của huyễn nguyệt không kém nguyên minh chủ nhiều hơn nữa song nguyệt tranh huy đến nay vẫn là một đoạn giai thoại mà tu hành giới bàn luận say sưa kiếm thần cổ nguyệt trong song nguyệt đến bây giờ còn cách thành thần chỉ một bước huyễn nguyệt có thể kém bao nhiêu chứ nhất là dưới tình huống thiên địa có thay đổi mạnh thực lực của huyễn nguyệt lại có đột phá trần già cảm thấy rất bình thường cho nên dù bây giờ thực lực trần già đã tiến bộ rất nhiều nhưng để hắn ta đi giết huyễn nguyệt trần già vẫn không chắc chắn, huống chi trần già còn phải ngụy trang thành xa lão tổ đi giết người, vậy thì càng không thể. cho nên biện pháp tốt nhất là đi giết người có quan hệ thân thiết với huyễn nguyệt, không cần thực lực quá mạnh, nhưng đủ để khiến huyễn nguyệt tức sùi bọc mép. coi đây là điều kiện chọn lọc, ô tôn hải đào trổ hết tài năng, lọc vào tầm mắt trần già. ô tôn hải đào, một trong những trưởng lão của huyễn thần tông, là sư muội dòng chính của huyễn nguyệt khi còn trẻ, Ô Tôn Hải Đào và Huyễn Nguyệt từng cùng lâm vào nguy hiểm. Vì an toàn của Huyễn Nguyệt, sau khi Ô Tôn Hải Đào chủ động tự lựa chọn cái chết, trực tiếp tạo thành tổn thương nghiêm trọng cho nàng ta, kiềm hãm khả năng đột phá thêm một bước của nàng ta. Cho nên tuy trước đó thiên phú của Ô Tôn Hải Đào không kém Huyễn Nguyệt là bao, nhưng bây giờ Huyễn Nguyệt đã là một trong những đại tu hành giả thiên hạ đều biết, mà thực lực của Ô Tôn Hải Đào chỉ tương đương lúc Trần già làm đệ tử quốc sư thôi. Cái khác là, mọi người đều biết đến quan hệ giữa ô tôn hải đào và huyễn nguyệt cũng biết ô tôn hải đào là ân nhân cứu mạng huyễn nguyệt huyễn nguyệt cũng nhận phần ân tình này nên nàng ta cho ô tôn hải đào rất nhiều thứ tốt giúp ô tôn hải đào có được thực lực như hiện tại trở thành trưởng lão huyễn thần tông nhưng không những thực lực của ô tôn hải đào giảm mà còn có một khuyết điểm nàng ta bị phá tướng trên mặt có một vết sẹo hơn nữa không thể chữa được thế giới này bị thương một chút là không thể tránh khỏi một vài vết thương nhìn qua không nghiêm trọng nhưng chữa không hết trước đó lúc có chiến tranh vệ quốc thậm chí huyễn nguyệt còn tự mình đến cầu chu phân phương để chu phân phương đến xem cho ô tôn hải đào một cái chu phân phương nể mặt huyễn nguyệt đến xem sau đó trực tiếp phán tử hình ô tôn hải đào chu phân phương nói như này sức mạnh gây ra vết sẹo này vượt qua lý giải của ta thậm chí vượt qua cấp bậc mà thế giới này có thể lý giải Ta không biết trước đó các ngươi gặp phải nguy hiểm gì, nhưng tóm lại, sẹo của nàng ấy không phải thứ mà thế giới này có thể giải quyết. Y thuật của Chu Phân Phương, không ai nghi ngờ. Mà nguy hiểm trước đó họ gặp phải, Huyễn Nguyệt và Ô Tôn Hải Đào tự biết rõ. Dù sao Huyễn Nguyệt sau lần nguy hiểm đó, bắt đầu nghịch thiên quật khởi, thậm chí còn không hạ cái tôi xuống với kiểu con trời rõ ràng có thể thanh thành thần như kiếm thần của Nguyệt. Hiển nhiên, lần đó cũng không phải nguy hiểm bình thường, trong đó ẩn chứa cơ duyên cực lớn và nguy hiểm cũng cực lớn. Xem ra, cơ duyên là huyễn nguyệt, nguy hiểm là ô tôn hải đào. Chu Phân Phương cũng không trị hết bệnh, huyễn nguyệt và ô tôn hải đào từ bỏ giải dụa. Từ đó về sau, huyễn nguyệt càng đối xử tốt với ô tôn hải đào. Mà ô tôn hải đào biến thái rồi. Dù sao thì nhìn sư tỷ không khác mình là bao bây giờ lên như diều gặp gió, trở thành đại tu hành giả đứng đầu mà nàng ta không chỉ bị hủy dung, bị hủy tiền đồ, mà bởi trên mặt có một vết sẹo, ngay cả một nam nhân thích nàng ta cũng không có. Trước đó nàng ta có người trong lòng, người đó cũng tỏ ra có ý với nàng ta. Nhưng từ sau khi nàng ta bị hủy dung, người nọ lại không còn tỏ ý gì nữa. Sau đó địa vị và thực lực của huyễn Nguyệt tăng lên, vì muốn ôm đùi huyễn Nguyệt, cũng có người muốn xin cưới ô tôn hải đào, đi đường tắt xây quan hệ. Sau đó, chưa đến nửa tháng, Ô Tôn Hải Đào đã tra tấn trượng phu của mình đến chết. Hơn nữa từ đó về sau, Ô Tôn Hải Đào tìm thấy thú vui làm phú bà, mang theo cảm giác sung sướng khi làm phú bà của mình luyện thành pháp khí bản mạng. Tóm lại, ở chỗ Ô Tôn Hải Đào, Mỹ Nam Tử ở tu hành giới xin nhượng bộ lui binh. Tuy Ô Tôn Hải Đào biến thái, nhưng chỉ số thông minh của nàng ta thật sự không thấp. Người có bối cảnh cao, nàng ta không chạm vào. Lúc đối mặt với huyễn nguyệt cũng không lộ ra chút quán khí. Vì thế, ô tôn hải đào vẫn tiêu giao cho đến gờ. Đại Pháp Phú Bà Khoái Hoạt Cầu vẫn là một truyền thuyết khủng bố trong tu hành giới. Người càng trâu bò hơn huyển nguyệt, ô tôn hải đào căn bản không đắc tội với bọn họ, bọn họ đương nhiên sẽ không vì chủ trì công đạo mà đắc tội với huyển nguyệt. Mà người không trâu bằng huyển nguyệt, bọn họ thật sự không làm gì được ô tôn hải đào. Bởi vì huyển nguyệt đối xử với ô tôn hải đào rất tốt. Gần như là muốn gì cho nấy. Bảo bối trên tay ô tôn hải đào thậm chí đủ để cho nàng cầm cự trước đại tu hành giả đứng đầu một lát. Trong lúc chiến tranh vệ quốc, ô tôn hải đào thậm chí còn lăng nhục một thiếu niên tướng quân trong đại càng quân. Sau chuyện đó, ô tôn hải đào trở về huyển thần tông. Mặc dù đội quân phẫn nộ, nhưng rốt cuộc không làm gì được huyển nguyệt, cho nên thù này đến giờ còn chưa báo. Tên của vị thiếu niên tướng quân kia, rất nhiều người đã quên. Trần già lại chưa quên. Tàng Nam Phong, tàn huynh, thật có lỗi, lần báo thù này tới hơi muộn. Nhìn thấy ô tôn hải đào xuất hiện trước mặt mình, trần già nhỏ giọng độc thoại, ánh mắt đầy sát khí. Hắn ta biết chuyện xưa xảy ra giữa huyển nguyệt và ô tôn hải đào, hắn ta cũng biết ô tôn hải đào là một người đáng thương, nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là, trên người ô tôn hải đào có nợ máu của người đại càng. Mà trần già là người đại càng. Cho nên, hắn ta sẽ không đi thương hại kẻ địch chỉ biết chỉ giao về phía kẻ địch. Ô Tôn Hải Đào, hôm nay là ngày chết của ngươi." Trần gia chém xuống một nhát, gió nhẹ mây nhạt, không có chút khói lửa nào. Nhưng mãi đến lúc xuất hiện trước mặt Ô Tôn Hải Đào, Ô Tôn Hải Đào mới phát hiện sự tồn tại của Trần gia. Sau đó, trên mặt nàng ta hiện ra vẻ sợ hãi tột độ. "Không! Bây giờ thực lực của Trần gia đã gần bằng đại tu hành giả, lấy thực lực của Ô Tôn Hải Đào, không có sức chống trả." Ô Tôn Hải Đào dùng pháp khí và thần khí hộ thân mà huyễn nguyệt cho nàng ta. Vô dụng. Huyễn nguyệt tự tới, có lẽ không khó để ngăn cản Trần Già, nhưng muốn ngăn Trần Già giết người, cũng không phải dễ như vậy. Dù sao giết người luôn dễ hơn bảo vệ người. Huống chi huyễn nguyệt cũng không đến, thứ ô tôn hải đào dùng chỉ là pháp bảo hộ thân mà huyễn nguyệt cho nàng ta. Thế ám sát của Trần Già như trẻ che, Pháp bảo hộ thân dưới công kích của trần già giống như giấy, đâm một nhát là hỏng. Mãi đến khi, sa lão tổ nhíu mày. Bởi vì hắn ta nhìn thấy huyển nguyệt. Đương nhiên chỉ là một huyển ảnh phân thân của huyển nguyệt. Hiển nhiên, huyển ảnh phân thân của huyển nguyệt cũng rất bất ngờ. Nó ngơ ngác một lát, mới phản ứng lại. Nể mặt ta, các hạ tha cho sư muội của ta, thế nào? Huyển nguyệt nói thẳng. Tông chủ huyễn thần tông, Bây giờ ở trong tu hành giới thậm chí là toàn bộ thiên hạ đương nhiên có mặt mũi rất lớn. Đáng tiếc, sa lão tổ không cho huyển nguyệt phần mặt mũi này. Hắn ta cười ha ha, lớn tiếng nói, đa tạ huyển nguyệt tông chủ ban thưởng bảo vật. Sau khi để huyển nguyệt biết được thân phận của hắn, sa lão tổ trực tiếp nghiền nát huyển ảnh phân thân này của huyển nguyệt. Chỉ đơn giản là một cái huyển ảnh phân thân thôi, không có uy hiếp gì với hắn. Sức mạnh của huyển ảnh phân thân này không phải ở chiến lực, mà ở chỗ là phân thân của huyễn nguyệt nói như này chỉ cần nàng ta ra mặt bất cứ ai muốn ra tay với ô tôn hải đào cũng phải nể nàng ta mấy phần mặt mũi đáng tiếc trần già muốn cho nàng ta biết là sa lão tổ ra tay cho nên trần già đánh nát cái huyễn ảnh phân thân này sau đó không tha mạng sa lão tổ dù sao ô tôn hải đào cũng nhận ra thân phận của sa lão tổ đáng tiếc Sa lão tổ không cho nàng ta cơ hội giải dụ, thậm chí còn không để nàng ta nói xong một câu xin tha. Ngay sau đó, ô tôn hải đào đầu thân hai nơi. Sa lão tổ thận trọng nghiền xương ô tôn hải đào thành tro, tránh cho huyễn nguyệt có thủ đoạn thần kỳ gì có thể cứu ô tôn hải đào sống lại. Sau đó, hắn lắc mình biến mất. Ô tôn hải đào là người đầu tiên hắn giết, nhưng cũng không phải người cuối cùng. Võ bọc, sa lão tổ này vốn lấy giết người cướp của để nổi tiếng, hơn nữa cực kỳ thần bí, đến vô ảnh đi vô tung, trần già vừa vặn mượn võ bọc thần bí này, giết thêm vài đệ tử nòng cốt của liên minh người tu chân, khiến nguyên minh chủ đắc tội thêm vài người. Hại cha, trần già rất là chuyên nghiệp. Lúc trần già tiếp tục hành động, ở mật thất tông chủ, huyển thần tông. Huyển Nguyệt đột nhiên mở mắt, lông mày nhíu chặt lại. Sư muội Chết rồi. Sa lão tổ. Có chuyện gì vậy? Huyễn Nguyệt không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Mà lúc này, bên dưới có người bẩm báo. Tông chủ, âm thần cầu kiến. Âm thần. Thượng quan Nguyễn Nhi. Vâng. Mời nàng vào. Thượng quan Nguyễn Nhi đến chỗ Huyễn Nguyệt, đương nhiên cũng là vì mượn sức Huyễn Nguyệt. Thật ra nàng còn không biết chuyện ô tôn hải đào bị sa lão tổ giết. Nhưng trong những người sa lão tổ giết trước đó, cũng có cao tầng của huyễn thần tông số lượng còn không ít. Cho nên trong danh sách mượn sức của Thượng quan Nguyễn Nhi, tên của Nguyễn Nguyệt được ghi đầu. Sau khi Thượng quan Nguyễn Nhi nói với Nguyễn Nguyệt, sa lão tổ là lớp vỏ bọc của Nguyên Minh Chủ, mắt thường cũng có thể thấy Nguyễn Nguyệt thất thố. Ngươi nói cái gì? Nguyễn Nguyệt tưởng mình nghe lầm. Thượng quan Nguyễn Nhi lặp lại, ta có đầy đủ căn cứ chứng minh sa lão tổ thật ra là Nguyên Minh Chủ giả trang. Nguyễn Nguyệt khiếp sợ nhìn Thượng quan Nguyễn Nhi. Thượng quan Nguyễn Nhi hiểu được vì sao Huyễn Nguyệt chấn động như thế. Lần đầu tiên nàng biết được tin tức này từ xa vị, cũng bị chấn động. Dù sao hai người nguyên minh chủ và xa lão tổ, nhìn thế nào cũng không liên quan đến nhau. Một người là đại diện cho danh môn đại phái chính thống, minh chủ của liên minh người tu chân. Một người là nhân vật đại diện cho tán tu, nổi tiếng độc hành hiệp, giết người cướp của. Hai người nhìn như không liên quan đến nhau thời điểm có thể liên hệ với nhau cũng không có bây giờ đột nhiên nói bọn họ là cũng một người quả thật rất khó để người khác tin tưởng nhưng mà thượng quan nguyễn nhi đưa ra bằng chứng phần lớn trong số đó là sa vị cung cấp cho nàng ta đáng nhắc tới là chứng cứ sa vị đưa cho lại làm giảm bớt tâm lý sợ hãi của thượng quan nguyễn nhi đối với sa vị bởi vì phía trước sa vị ở trước mặt nàng làm màu giả vờ nước chảy mây trôi bấm tay tính toán ra sa lão tổ là do nguyên minh chủ ngụy trang một lần đó đã khiến cho thượng quan Nguyễn nhi hoài nghi cuộc đời dù sao người mạnh mẽ như thế bấm ngón tay cũng tính được chuyện thiên hạ ai lại đi đấu với cường giả cấp bậc này nhưng mà sau khi sa vị giao chứng cứ chính xác chứng minh sa lão tổ là nguyên minh chủ đóng giả nàng mới ý thức được trước đó sa vị chỉ là được thổi phòng thôi tính toán ra cái gì đều là vô nghĩa rõ ràng đã sớm ra được sau đó thượng quan nguyễn nhi cũng điều tra một chút tuy nguyên minh chủ hành động rất bí ẩn nhưng nếu thật sự có lòng thì có thể tra ra rất nhiều thứ có chứng cứ sa vị giao cho nàng thêm chứng cứ chính xác thượng quan nguyễn nhi tự tra được đã đủ để chứng minh sa lão tổ quả thật là nguyên minh chủ đóng giả huyễn nguyệt không thể không tin nàng lắc lắc đầu sau đó lại nhìn thượng quan nguyễn nhi hỏi ngươi nói với ta chuyện này là muốn gì thượng quan nguyễn nhi thản nhiên đương nhiên là ảnh hưởng thực lực và địa vị, đạp nguyên minh chủ từ địa vị cao xuống sẽ mang phúc cho rất nhiều người, nhất là ta. cái này thật giống như vương thượng thư nói, rất nhiều nho gia đều muốn đạp ngụy quân từ thần đàn xuống, tạo ra thần có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của rất nhiều người, đạp đổ thần cũng có thể. bởi vì vị trí trống cần có người đến bổ khuyết. thượng quan nguyễn nhi không che giấu giả tâm của mình. nguyễn nguyệt hiểu rõ rồi một cái thiên âm tông còn không thỏa mãn được ngươi. Huyễn Nguyệt hỏi. Thượng quan Nguyễn Nhi nở nụ cười, thiên âm tông. Đó là món đồ chơi từ kiếp trước của ta mà thôi. Thêm một lần nữa, nếu không có tiến bộ, thì ta không xứng xưng thần. Có lý. Huyễn Nguyệt tán đồng quan điểm của Thượng quan Nguyễn Nhi. Âm thần nên có tham vọng như vậy. Nếu đường đường là thần linh, chỉ để ý quyền lực của thiên âm tông, thì mới thật là tự hạ thấp bản thân nhắm vào nguyên minh chủ là chuyện thượng quan uyển nhi phải làm huyễn nguyệt không nghi ngờ nàng chỉ cảm thấy kỳ quái sau lưng ngươi còn có ai lần này đến phiên thượng quan uyển nhi ngẩn ra huyễn nguyệt giải thích chỉ bằng ngươi thì không tra rõ được như vậy nguyên minh chủ là loại nhân vật kiêu hùng thế nào ta biết ngươi là âm thần chuyển thế nhưng ở nhân gian ngươi cũng không có nhiều nhân thủ để dùng không thể điều tra nguyên minh chủ chi tiết rõ ràng như vậy hơn nữa muốn nhằm vào nguyên minh chủ ngươi chưa khôi phục tu vi thì còn xa mới làm được nói đi sau lưng ngươi là ai bây giờ là ai làm chủ nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha